chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 13 tháng 4 của kênh VTC14. Trong 24 giờ tới thì các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Trời chỉ còn nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù ở một vài nơi vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời giảm mây, hửng nắng, nên nhiệt độ vì thế mà cũng tăng dần lên. Còn các tỉnh ở phía nam thì do sự suy giảm hoạt động của các nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên quá trình mưa cũng giảm dần cả về diện và lượng. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai như sau. Ngày hôm nay thì khối không khí lạnh đã suy yếu, đợt rét nàng mân tại miền Bắc thu hẹp dần, nhiệt độ toàn khu vực đã có dấu hiệu tăng dần, mưa cũng sẽ giảm, khối khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc suy yếu, thay vào đó là vùng thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại. Do vậy mà trong thời gian tới thì các tỉnh miền Bắc sẽ ấm áp hơn và trời nắng. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi là từ 28 đến 30 độ và độ ẩm là từ 65 cho đến 90%. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ và độ ẩm là từ 70 đến 85%. Ở khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ và độ ẩm là từ 70 đến 85%. Thưa bà con, do thời tiết miền Bắc chuyển ấm dần và trời nắng nóng trở lại trong thời gian tới, đồng thời mưa giảm nên cần chú ý các loại bệnh phát triển nhanh trên cây lúa như là bệnh đạo ôn hại cổ bông, xu hướng tăng nhanh trên trà sắp chỗ và chỗ, diện tích nhiễm tăng trên các vùng đất pha cát ven biển, vùng bị thiếu nước, bón nhiều phân đạm, bón muộn, sâu non cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh, gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đồng. Dấy nâu dày lưng trắng tiếp tục tích lũy số lượng trên trà lúa đồng chỗ, bệnh khô vằn gây hại gia tăng nhanh trên đứng cái làm đồng. Ngoài ra thì bệnh lùn sọc đen, lùn xoắn lá cũng phát sinh trên lúa cuối đẻ nhánh. Bà con cần nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh và phòng trừ dày tại ruộng bệnh kịp thời. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam thì ngày có mưa rải rác, ở phía Bắc thì sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Trong khi đó thì từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và có dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 70 đến 85%. Tại khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ chưa thay đổi gì nhiều, trời khá mát mẻ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa bà con, theo cơ quan khí tượng thủy văn Đắk Lắk, những cơn mưa vừa rồi chỉ xảy ra cục bộ trên diện tích nhỏ với lượng mưa không lớn. Đấy là những cơn mưa do nhiễu động thời tiết thường gặp vào cuối mùa khô đầu mùa mưa. Việc rải rác có mưa khiến cho môi trường vừa đủ nóng, vừa đủ ẩm, làm cho nấm bệnh có điều kiện bộc phát mạnh, nhất là dẹp sáp trên cà phê, hồ tiêu, tảo đỏ trên cây ăn trái, tuyến trùng trên hồ tiêu. Bởi vậy, trong điều kiện thời tiết này thì bà con cần cảnh giác với các đối tượng gây hại trên để có các biện pháp phòng trừ kịp thời. Khối mây dông mạnh đã di chuyển sang vùng biển Vịnh Thái Lan, do vậy mà trên toàn bộ khu vực Nam Bộ thì mưa giảm nhanh. Trong chiều và đêm nay thì tại các tỉnh thành ven biển ở phía từ Vũng Tàu đến Bến Tre xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, Phú Quốc vẫn sẽ có mưa xuất hiện. Ở khu vực phía Bắc, miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, mưa sẽ giảm nhanh xuống mức vài nơi, hầu hết là mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ và độ ẩm là từ 55 cho đến 75%. Thưa bà con, trước tình hình người nuôi cá tra thua lỗ kéo dài, đặc biệt là giá giảm sâu từ khi Mỹ tăng thuế bán phá giá cá tra lên 25 đến 45 lần, làm cho kế hoạch thả lứa cá mới của một số nông dân phải tạm dừng lại. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long đã khuyến khích người dân nên chuyển sang nuôi các loại cá như là cá chê phi, cá lóc, rô phi, tai tượng, điêu hồng. Những loại cá này ít tốn công chăm sóc, nguồn thức ăn chủ yếu là từ thiên nhiên, giá cả lại ổn định.
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay thì có 3 huyện trong tỉnh đã chuyển hơn 28 ha ao hầm nuôi cá tra sang nuôi đối tượng khác. Hiện trong tỉnh còn 323 ha ao hầm nuôi cá tra và 1.800 ha ao nuôi thủy sản mương vườn, 9 ha nuôi thủy đặc sản và 110 ha nuôi thủy sản khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt.